Với những sự trở lại vô cùng đầy thú vị, với những lối diễn xuất vô cùng là đẳng cấp của anh chị. Và ngay lúc này xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiếng hát của một người, một cô ca sĩ phải nói là idol của giới trẻ. Vâng, xin mời quý vị chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ. Theo lời yêu cầu xin mời ca sĩ Diệp Tuyền quý vị sân khấu ạ. Và Diệp Tuyền thì sẽ hát để sợ cái cô này là hay chạy xô lắm nè. Cho nên là hôm nay là có được sự góp mặt thì Úc Ti nói là phải nói là Diệp Tuyền với Yến Nhi là đôi đôi chị em. Thì sau Diệp Tuyền sẽ là tiếng hát của chị Yến Nhi và chắc lẽ rằng anh hai chị hay hay chị em sẽ có song ca sau bài này đúng không? Dạ rồi, gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị và kính chúc tất cả quý vị có bữa tiệc thật ngon miệng. Và để tiếp nối chương trình văn nghệ tối ngày hôm nay thì một ca khúc kế tiếp xin dành tặng đến tất cả quý vị. Một bài hát cũng rất là dễ thương, ca khúc được mang tên Rêu Vòng. Cần hoa cần lộc của mấy anh mấy chị rất là nhiều và em xin cảm ơn em ban nhạc ạ.
Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của nữ ca sĩ Diệp Tuyền. Tiếp đến chúng ta cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Yến Nhi. Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt đi quý vị.